Chiều ngày 28 tháng 11, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa được Quốc hội thông qua với 386 đại biểu tán thành, chiếm 78,14% tổng số đại biểu. Theo luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng, gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Lực lượng này được bố trí ở thôn, tổ dân phố do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân. Để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo báo cáo của Chính phủ, mức chi bảo đảm hoạt động cho các lực lượng này hiện nay là khoảng 3.570 tỷ đồng một năm, trung bình một tỉnh, thành phố chi trả khoảng 56,7 tỷ đồng một năm, tương ứng khoảng 4,7 tỷ đồng một tháng. Để triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo luật vừa được thông qua, nếu mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, thì dự kiến cần ít nhất 254.163 người tham gia tính đến tháng 12 năm 2022. Toàn quốc có 84.721 thôn, tổ dân phố, mỗi tổ cần ít nhất 3 người và dự kiến tổng kinh phí cần chi để bảo đảm hoạt động của các tổ này là 3.505 tỷ đồng một năm, trung bình một tỉnh, thành phố cần khoảng 55,6 tỷ đồng một năm, tương ứng khoảng 4,6 tỷ đồng một tháng.